talk your bad issues. Go and aim my song from love, so I keep my crew with you, my boo. Baby girl, I like your move. Can we talk about xin chào các bạn, lại là nhà Hana đây. Cùng mình gói đơn hàng 43k cho một bạn khách ở Bình Dương nha. Chắc đến đây rất là nhiều người muốn hỏi là tại sao ở Bình Dương mà mình vẫn gói được đơn. Bạn khách này đặt hàng qua Instagram, sau đó bạn ấy chuyển khoản và chuyển cả phí ship, và bây giờ chỉ có chờ hết dịch là gửi cho bạn ấy thôi. Một bạn khách dễ thương phải không ạ? Chưa biết khi nào có thể giao được đơn hàng, nhưng mình vẫn quyết định gói em rất là cẩn thận và trang trí thật là đẹp. Hy vọng dịch đã sớm qua mau, mọi người có thật là nhiều sức khỏe nhé. Hãy giữ một tinh thần luôn lạc quan, và mình mong muốn dịch qua nhanh để mình có thể gửi hàng được đến tay bạn ấy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ suốt. Mọi người nhớ vào link bio, follow Instagram và Shopee nha. Bye. And please don't break my heart, cause I'm gonna cry. Like I say, I don't care if you have. Lại là chuyên mục gói hàng của mình nhé. Mình rất là vui vì shop mới hoạt động được có 10 ngày thôi, nhưng đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn. Đây là đơn hàng của mình nè. Mình đặt đơn này là đơn thứ 2 đó. Sau khi nhận được đơn đầu tiên, bạn ấy rất thích về cách gói hàng của shop và muốn mua thêm rất là nhiều sản phẩm của shop nữa. Nghe được thế mình rất là vui, bởi đó là động lực lớn nhất đối với những người bán hàng như chúng mình hiện giờ. Tình hình dịch bệnh như thế này mà mỗi ngày chỉ cần được 1-2 đơn thôi là đã thấy vui rồi các bác ạ. Thế nên bạn nào đang bán hàng online như mình thì hãy cố gắng lên nha. Quay trở lại với đơn hàng.
vì là khách hàng đã tin tưởng và quay lại mua hàng. Thế nên mình quyết định tặng luôn 3 em bút xinh xinh này cho Bình này. Chơi lớn, tặng quà lớn cho khách VIP luôn. Có bạn nào thích được gói hàng như thế này không? Vào link bio để theo dõi Shopee và Instagram của shop nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye. Sorry, 그 부정하게 커버린 걸칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 playlist 음악까지 다 minor 넌 바래지 넓은 고개 위 환한 빛 조명이 Hello mọi người. Thôi, từ ngày chơi TikTok á, được nhiều em biết đến, yêu thương ghê luôn á. Em này tên là Linh nè, em này mua ủng hộ Thư quá trời luôn. Mua waxi nè, mua cài tóc nè, mua tóc cơ nè, mua son dưỡng nè. Ôi, mua mặt nạ, mua gỗ quá trời luôn. Nói tóm lại là đơn siêu to, siêu khổng lồ luôn á mọi người. Bây giờ thì Thư đang lấy quà tặng cho em đó đó. Đó, cái gỗ màu hồng là quà nha. Còn cái gỗ màu trắng là đồ của em đó mua á. Bây giờ Thư sẽ bỏ tất cả đồ vào trong một cái hộp màu hồng Barbie xinh xinh này cho em đó nha. Chị chân thành cảm ơn Linh đã ủng hộ chị nha. Cũng cảm ơn TikTok rất nhiều, nhờ TikTok mà chị gặp được vô số em dễ thương luôn.